Rồi, cái đầu tiên thì mình sẽ dựng hình trước này. Đây thì nó giống y như là tất như cái bài phong cảnh trước của mình thôi đúng không ạ? Thì mình tìm các cái đường ranh giới phân chia ra. Ở đây có mấy ơi. To quá sợ nó che mất cái hình cái tranh ở dưới này. Để nó bị che mất cái này. Đợi chút. Tại vì cái ảnh hồi trước, cái ảnh hôm trước là khổ nó khác. Cái này hôm nay khổ nó khác. Đây là phóng to nó bị ở đây đây. Đợi chút. Đấy, thấy chưa? Đây. Để cho dễ nhìn nhá. Rồi, thế thì cái đầu tiên đúng không? Mình xác định xem là cái cảnh này nó có mấy lớp. Thế cảnh này lại giống cái bài thứ ba đây đúng không? Phong cảnh núi này. Mọi người nhìn thấy không? Là mình sẽ có 3 lớp này. Là 4 lớp. Đấy là cái phần đất trước mặt là cái có ngôi nhà đấy, nó là chi tiết chính đây. Và sau đấy là phần nước, phần núi ở đằng sau và cũng là phần trời. Đấy thì mọi người nhìn cái con chó chuột mình để ở trên hình này. Thế chúng ta sẽ đi tìm các cái phần ranh giới của những cái này trước. Đầu lấy từ điểm thấp nhất có thể là mình lấy từ cái phần mặt đất này trước này. Đấy. Đây cũng là một đường này. Mình nối bằng là đấy là ước lượng thôi, đường này nó hơi chệch này. Đấy, có thể đặt cái bút chì hay cái que đo vào để mình đo xem nó bằng bao nhiêu phần, mình có thể áp vào cái lề này này, đo xem nó bằng bao nhiêu phần đây. Dụ như là mình đo từ cái phần đất trước. Mình lấy từ cái điểm thấp nhất này. Mình sẽ bỏ qua cái bụi hoa này đi. Hoặc là mình lấy cả bụi hoa cũng được. Nếu mà lấy cả bụi hoa thì nó sẽ ở đây, nhưng mà nó không được chắc chắn lắm. Thôi, lấy đất đi. Thì cái phần là cái điểm đầu tiên này của mình sẽ tầm khoảng bằng 1 phần 3 của cái tờ giấy. Giấy của họ nó có khổ hơi dọc hơn của mình tí nên mình chỉ cần áng chừng thôi. Đây, mình chia 3 đây. Đấy, thì cái đất nó nằm ở dưới này. Đấy, tương tự thì mình lấy cái điểm đất ở bên tay phải này, điểm tận cùng luôn đấy, bên cạnh cái hàng rào này. Điểm này thì cao hơn một chút đúng không? Cái này thì gần như là bằng 1/4 luôn. Đây, mình lấy bên cạnh này mình cũng lấy một điểm ở giữa này. Mình lại chia đôi tiếp ra, thì cái điểm kia nó nằm ở đây, gần với cái điểm 1/2 này. Đấy, sau đấy thì chúng ta nối nó lại với nhau. Mình phác mờ thôi. Và mình dựng hình cho mọi người nhìn rõ thì mình sẽ phát rõ lên một chút. Đấy, sau đấy tương tự như thế thì tiếp theo mình đo tiếp cái phần tỷ lệ của phần nước này và phần núi. Đây thì chúng ta có cái nước ở đây nó cũng bằng đúng 1/2 luôn, không quá. Nước nó lại hơi chếch lên một tí nhá. Cái điểm đằng sau này của nước thì mình không thấy, nhưng mà mình có thể áp cái bút chì vào đo xem cái hướng nó như thế nào.
Để xem nó cắt cái cạnh bên kia vào đâu. Check lên một tí. Đấy, đầu tiên cứ phát các cái đường nó như này ạ. Và cuối cùng là cái đường núi này. Đấy, nhưng mà khi mà mình đo lên cái giấy của mình thì mình sẽ phát hiện ra luôn là cái đường, cái khoảng trời của họ có vẻ rộng hơn của mình. Nếu mà mình vẽ núi lên đây thì trời nó sẽ bé lại. Đấy là do cái cạnh dọc của cái giấy của mình nó thấp hơn của cái mẫu một chút, thế thì mình có thể linh động một chút là mình đẩy cái đường nước xuống. Đáng chừng thôi. Đấy, mình vẽ cái đường này đi. Đấy, bây giờ đến mình đo điểm núi này. Thế thì mình cũng có thể để cho núi lùi xuống. Mình trước hết mình đo đã, để mình lấy một cái con số. Ờ, thế thì cái này cô đúng 1/4 này, cái điểm đầu tiên của cái dãy núi thấp nhất ấy, ở phía bên tay trái, là 1/4. Đây, cái điểm giữa mình ở đây đúng không? Mình lấy 1/4, thế thì nó sẽ nằm ở tầm đây này. Để đầu tiên mình cứ đánh dấu vào đã. Thế thì nếu mà cái mảng trời của mình thấp quá, bé quá thì mình có thể cân đối lại sau. Đấy, rồi đấy mình lấy cái điểm kết thúc của cái quả núi cao nhất ở bên tay phải này. Ở ngoài rìa. Cái này cũng khoảng 1/8 đấy. Đây là điểm 1/2 này. Mình chia đôi tiếp ra này. Mình chia đôi tiếp ra này. Đấy. Và mình có quả núi. Nối lại. Ok, thế là mình tạm thời là đã có được các cái tỷ lệ lớn cố định. Sau đấy tiếp theo mình lại chia ra tiếp đến lượt cái căn nhà. Căn nhà của mình thì là cái hình, nếu tính cả căn nhà bé này thì nó là một cái hình chữ nhật rất là dài. Đấy, thì mình cũng sẽ tìm cái điểm bắt đầu và cái điểm kết thúc của nó. Xem nó cắt vào đâu. Cái này mình có thể cái chiều rộng của nó trước này, mình có thể so sánh với cái cạnh ngang của cái tranh. Đây, mình ngắn chừng thôi. Sẽ nằm ở đây. Đấy, mình gióng dọc luôn. Đấy, cái việc gióng dọc này tí nữa nó sẽ có cái tác dụng nhá. Tí mọi người sẽ thấy. Đấy, tương tự thì mình cũng sẽ tìm các cái cạnh còn lại của nó. Nhà to, tỷ lệ giữa nhà to và nhà nhỏ là bao nhiêu nữa. Nhưng mà trước hết thì mình tìm cái điểm kết thúc của cái nhà, cái dãy nhà này đã. Xem cái cạnh dài này nó vào bao nhiêu. Đây là 1/2 này. Đây. 1/4 này, nó lệch sang bên này một chút này. Đấy, mình cũng nối, gióng lên. Ok, thế bây giờ tìm cái chiều dài của căn nhà đúng không? Mình sẽ bỏ qua hai cái cột ống khói nhé. Mình tính từ cái mái nhà cao nhất này, mái nhà của cái nhà lớn hơn đấy. Đấy thì đây nó sẽ làm cái hình chữ nhật. Mình gióng cả ra ngoài này nhé. Đấy, mọi người nhìn cái con trò chuột của mình không? Đấy, thì đây sẽ là một hình chữ nhật. Thì mình tìm cái cạnh ngang đấy, mình đặt cái bút chì vào, mình dán xem nó vào đâu. Đây, 1/2 này, đây mình đang tầm ở đây.
nối vào. Thế thì chúng ta sẽ có cái nhà đây, mình đánh dấu vào đây. Đấy là kích thước của cả cái nhà to và nhà bé. Sau đấy mình lại chia ra xem là cái nhà bé này nó bằng bao nhiêu phần của cái nhà to. Đếm, mình đo xem. Một. Khoảng bằng 1/3. Thế thì mình sẽ chia cái này ra là 4 phần thôi. Đấy, mình đóng cái này xuống. Đây, ok, chúng ta có nhà bé ở đây. Đấy, mình tìm tiếp cái chiều cao của cái ngôi nhà bé này. Bằng cách là mình so sánh nó với ngôi nhà to, đúng không? Xem cái nhà bé này nó cao bằng bao nhiêu phần nhà to. Đây, hơn nửa một chút. Đấy. Và mình có được tỷ lệ của cái nhà bé này. Cái nhà to đây. Đấy, phía sau cái điểm kết thúc này nối bậc hay là có cây như thế nào thì mình sẽ tính sau. Đấy, sau đấy thì tương tự như thế mình bắt đầu đo tiếp các cái tỷ lệ nhỏ hơn ở bên trong, đúng không ạ? Mình cứ chia về các cái hình cơ bản thôi. Và nó sẽ ra. Đây là đường mái nhà này. À, và khi mà vẽ các cái mái nhà ấy nhá, mình có thể để cho cái tranh nó tự nhiên hơn. Mình có thể để cho cái đường này nó hơi xiên xuống một tí. Nó sẽ thành cái mái nhà hơi nghiêng. Đấy, sau đấy thì mình đo cái tỷ lệ mái nhà. Một nửa cái nhà đây đúng không? Thì nó sẽ nhẹ một tí. Phải xem dưới một chút. Đấy, mình nhìn cả một cái đường lớn luôn. Từ cái nhà bé đến cái nhà lớn luôn. Cái bài. Đấy, đến đây là mình bắt đầu với cái tỷ lệ nó không có vấn đề, đúng không? Thế chỗ này nó lại bị thấp quá. Thế thì là có một cái phần đo nào đấy nó không ổn đâu. Có thể là mình đo đúng mẫu đấy, nhưng mà do cái khổ giấy của mình nó hơi cao. Đây là do cái phần mái nhà này nó có vấn đề, nó bị thấp quá thì mình chỉnh nó lên mình. Đấy. Thì cái mái nhà này nó sẽ kéo lên theo. Mọi người cứ nối hết luôn. Đấy. Đây chúng ta có mái nhà. Để mình chia tiếp đúng không? Về các cái hình cơ bản. Mái nhà hình thang này. Mình nhớ nhá là các cái cạnh mái nhà nó sẽ song song với nhau. Đấy, mình mới tiếp tục thêm ra cái chi tiết khác ở trong căn nhà. Căn nhà này thì hình thang này, nhưng mà cái mặt trước của mái nó là hình bình hành. Đấy, sau mình thêm ra cái chi tiết khác là ống khói. Ống khói thì mình chỉ vẽ cao một chút rồi. Ống khói chính là cái hình hộp chữ nhật đấy. Nó sẽ có hai mặt trước và mặt sau. Đấy, thế sau mình biết được cái chiều cao của nó như này thì là cái ống khói ở trên mẫu là nó cao hơn cái núi, đúng không? Mình chỉnh cho nó cao lên. Đấy.
Bài này mọi người cứ vẽ từ từ nhất. Nên là Bài này là sử dụng kỹ thuật tổng hợp, tức là mình dùng tất cả những cái kỹ thuật mà mình đã được học ở trong cái bài trước ấy. Nên là mình sẽ vẽ bài này trong vòng 2 buổi. Đấy, giờ khi mà mình đi vào chi tiết thì tất cả những cái đường mà mọi người vừa dựng ấy, nó chỉ thay đổi mình ra làm một tí thôi, nó không chênh lệch quá nhiều. Nhưng mà khi mà mình sửa, mình cũng sửa nó rất là dễ dàng. Để mình vẽ máy nha. Nhà thì bao giờ nó có cái phần ngói ở trên đỉnh trước đúng không? Rồi sau đấy là hai cái đường ống máng dài ở dưới này. Đấy là sau đấy là các cái ô cửa sổ. Đấy, mình thích chính xác nữa thì mình có thể gióng đo tỷ lệ giống như là những cái bước mình vừa làm ấy. Nếu mà không thì mình cũng chỉ phải đoán chừng thôi. Sửa cái nó vào. Là mọi người nhớ là những cái đường này bao giờ nó cũng song song nhé. Tức là các cái cửa sổ và cửa ra vào của mình nó cũng sẽ song song với cái đường mái nhà này. Nếu không là ngôi nhà của mình nó sẽ bị méo đấy. Đây là cái bậc cửa sổ này, cái chỗ tường nhô ra trên cửa sổ. Mình phát tạo vào đây ạ. Đây, cái chỗ này nếu mà mình muốn cho nó song song đều thì mình có thể gióng ra này. Cái nó đỡ bị méo. Chi tiết à? Mình dịch cái này ra đây cho mọi người nhìn rõ. Đấy thì cái mục tiêu của chúng ta hôm nay là sẽ dựng xong được cái hình trước đó. Nếu mà nhanh nữa thì có thể là thêm được một lớp lót.
Đấy, sau đấy mình bắt đầu chỉnh hình xem mái nhà chỗ nào cong mình mới được sửa cho nó mềm ra. Cái dưới này có cái bụi cây này thì mình cứ để nó buông vào đấy ấy. Thì nữa mình xử lý cái bụi cây xong. Đấy, tạm thời là như này. Nhà này có cái mặt sau đấy thì cái đường thẳng nó sẽ hơi chệch hướng ngoài chút, để đến lúc này chúng ta bắt đầu sửa lại hình cũng khó đấy. Cái hình mà chúng ta ban đầu trông nó hơi buồn cười đúng không? Đúng không? Mình cứ hoàn thiện dần từng bước thôi. Cái mặt cửa sổ này nó có cái hiện trước và hiện sau này, cửa sổ cũng hơi song song với mái nhà này. Chỉnh cái đường này cho nó hơi chắc một chút. Nếu mà mọi người có thắc mắc gì trong lúc mà mình đang làm thì cứ hỏi luôn nhé. Thì những cái đường này nó sẽ song song với nhau, cái này song song với cái này, song song với cái này, cái đường mái này, còn cái cạnh dọc này nó sẽ song song với nhau. Mấy cái cửa sổ trên này mình giống như cửa sổ dưới này, có vẻ là cái cửa này nó đang hướng xa, có thể dịch vào. Sau đấy thì mình sẽ giải quyết cái phần đất xung quanh. Ok, mình còn 5 phút thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái phần đất xung quanh trước khi mà mình mở cái mới. Có thể là cho mọi người nghỉ tầm khoảng 10 phút để mình dựng mô hình, mình đo tỷ lệ và dựng hình.
đấy thì sau khi mà mình xử lý xong được các cái tỉ lệ lớn này, cái nhà này, thì thường là những cái thứ mà đường có đường thẳng và góc cạnh ấy, thì nó sẽ dễ xác định hơn, nên là chúng ta mới xác định những cái này trước thì mình mới xác định tiếp đến những cái phần khác nhiều đường cong hơn, đấy chính là những cái phần đất. Cái này thì mình nhìn những cái mình nhìn theo cái mảng hình của nó. Đây giống như những cái bài trước đúng không? Đây là một miếng hình này. Nó hơi nếu mà mọi người hình dung cho dễ thì nó giống như một cái bình hoa ấy. Đúng không? Hai cái bình hoa nằm ngang đúng không? Có cái cổ dài. Đây cũng thế này. Đây cái bình hoa thứ hai này. Nhưng mà cái thân nó to hơn. Và chúng ta có cái điểm bắt đầu và cái điểm kết thúc của nó rồi. Đây ví dụ như mình tìm cái điểm kết thúc ở đây nè. Mình gióng lên mình so với cái nhà. Đây, nó sẽ ở đây. Ok, điểm bắt đầu của mình nó ở đây đúng không? Cứ mẹ mình đo rồi. Đấy, nếu mà mọi người kỹ nữa thì có thể đo cái điểm chuyển từ cái đường cong sang đường thẳng, gióng lên cái nhà nữa. Đấy, còn nếu không thì thôi, không cần lắm. Mình cũng lượng được mắt. Xong mình quen rồi, tất cả cái này thì cho mình sẽ bớt bớt phải đo đi. Cái điểm tiếp theo này mình giống cái tí nào là đây một chút đúng không, đo cái tỷ lệ đây, có điểm đầu của mình đây, sang nó nhẹ đi. Đấy. Đấy thì những cái đấy phía sau mình sẽ đi chi tiết, mình chia nhỏ ra cái dãy hàng rào ở đâu. Nhưng mà thôi mình chưa động đến cái đấy bộ. Mà mình làm tiếp cái mảng hình lớn chứ. Ở trên này mình làm luôn cái mảng núi này. Ở đây mình có coi như là ba quả núi đi. Đấy thì mình có thể giống như là cái bài thứ ba, bài 3 đúng không? Mình vẽ cái phong cảnh núi rồi. Mình gióng nó rồi lên cái cạnh trên này. Đấy, thế bây giờ mọi người đã thấy tác dụng cái đường này chưa? Và chúng ta biết được luôn là cái phần núi mình có thể nhờ vào cái đường, những cái đường gióng này để mình chia tiếp ra xem là cái phần là núi nó nằm ở đâu. Xác định được dễ hơn. Đây, ví dụ như cái cạnh ở bên này nó gióng lên đây đúng không, ngay chính giữa cái quả núi bên tay phải ngoài cùng đấy, thế thì chúng ta sẽ có được cái kích thước của quả núi bên tay phải ngoài cùng luôn. Đấy, mình lấy cái đoạn này mình nhân đôi lên đấy, thế là núi một đúng không, núi một nó nằm ở đây. Núi một à, núi 2 nào, tiếp núi 2 ở đây, nhà có cái điểm gióng lúc nãy ở đây đúng không, mình có hai cái đường dọc này, mình cũng đo tiếp được, dễ dàng đo tiếp được cái phần tiếp theo của núi 2 nó ở đâu, dựa vào những cái đường lúc nãy mình dựng đấy, nó như cái dàn giáo. Đây núi 2 này. Thì còn lại nó sẽ là núi 3. Núi của mình đây, mình đẩy bớt cái đường này đi. Cái đường nhà mình dựng xong rồi. Để cho mọi người dễ nhìn. Đấy, mình chia ra rồi đấy. Núi 1 này. Núi 2 này và núi 3 là tất cả các chỗ còn lại. Thế thì mình phải bớt cái này đi. Đấy.
để cho dễ nhìn. Đấy, thì sau đấy mình sẽ vẽ lần lượt từng cái đấy, thì sau đấy mình sẽ đấy, sau đấy thì mình bắt đầu dựng hình quả núi lên, nên mình có cái đường núi dựng lúc đầu rồi đúng không ạ? Đây, cái núi một nằm ở đây, mình bắt đầu xử lý cái đường cong. Nếu mà kỹ nữa thì mình có thể so sánh áng chừng xem các cái đỉnh này nóng lên nó sẽ cắt vào đâu, hoặc là nếu mà quen rồi thì mình vẽ luôn. Đây thì các cái đỉnh núi này nó vẫn sẽ nằm trên cái đường chạy ngang này của mình này. Đấy, mình chéo này, người để ý nhá, nhớ trong quá trình chúng mình. Đấy thì sau khi mà mình dựng xong cái đỉnh núi này thì mình sẽ để 10 phút để cho mọi người tiếp tục. Mình có thời gian mình đo đạc, mình dựng cẩn thận hơn đúng không? Sau đấy thì mình có thể xem và nhận xét bài với mọi người. Đấy, cái này thì mọi người để ý là cái quả núi to này đúng không? Nó nằm ở ngoài cùng và nó kéo dài hết cả cái dãy này, thì mình có thể tìm cái điểm kết thúc của cái núi trước về phía bên tay phải đấy. Đấy, mình dựng cái quả núi thứ ba. Đây, nó vẫn nằm ở trên cái đường chéo của mình thôi, nó có lên xuống một tí. Cho nó lên đây nữa. Đấy, thế là mình đã xong hết tỷ lệ đúng. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ để cho mọi người dựng hình nhé. Thế tôi khoảng là mọi người thấy 10 phút có đủ không ạ? Hay là mình cho thêm thời gian được khoảng 15 phút đi. Thế mình để 15 phút nhé, sau đấy thì mình sẽ nhận xét bài cho mọi người. Bài này hình nó cũng vừa lắm hơn rồi, nên là chúng ta có hẳn buổi để dựng hình thì mình nên vẽ kỹ một chút.
Vâng, thế thì chúng mình sẽ vẽ đến 8:30 nhé. Sau đấy thì mình sẽ xếp bài giúp mọi người. Ơi, sao con? Alo. Phong, Phong sao đấy con? Con xong rồi à? Rồi cô xem nhá. Nhờ mẹ gửi rồi hả? Ok. Rồi, đợi con một chút. Mẹ con gửi ở đâu đấy? Cô vào chưa nhìn thấy. Mình gửi tin nhắn hay là mình gửi ở trong nhóm nhở? Nếu mà mình gửi trong nhóm thì gửi vào cái bài ở dưới cái tranh hôm nay của mình ấy. Cô có đăng ấy. Ừ, ok. Dạ, để cô xem lại nhá. Cô chưa thấy gì con ơi. Bảo mẹ con gửi vào dưới cái bài mẫu. Con đang sửa lỗi sao nhỉ? Lỗi mạng. Thì chắc do lỗi mạng ấy, không sao. Mình vẫn còn thời gian mà, đợi một chút rồi mình sửa lại. Ừ. Rồi thế để cô kiểm tra lại nhé.
Ok, rồi, cô nhìn thấy rồi. Thế thì bài của Phong này là dò mạng thôi. Ok. Của Phong thì mình xem lại cái cửa sổ cho cô nhá. Cái hai cái cửa sổ ở bên dưới này nó hơi bé. Đấy, để con sửa lại hai đường luôn ạ. Đấy là cái thứ nhất, với là mình xem là cái tường nhà nó có đang bị cao quá không, không thấy cái nhà của mình nó hơi cao đấy, thì mình có thể thu nó ngắn lại rồi. Thế là trông cũng các cái tỷ lệ trông cũng biết cách dựng nhà đấy, mình chỉ chỉnh lại một tí thôi. Đấy, thứ nhất là mình chỉnh lại cửa sổ nhá. Thứ hai là tiếp theo là con xem lại cái núi ở đằng sau của cô này. Cái ngọn núi đầu tiên ấy, từ bên trái sang ấy, núi 1 đấy. Núi 1 này cũng hơi bé này. Để mình nhìn lại mẫu nha, xem cái núi 1 nó cao cũng gần bằng cái núi 2 đấy, mà cái núi 1 này của mình nó hơi thấp. Đấy, để vẽ lại nhá. Mà con đang dùng giấy gì đây? Giấy này có phải giấy màu nước không? Con đang ngồi dưới nước nhưng mà nó chưa được tập nữa. À rồi, ok. Thấy được rồi, cô giờ là giấy vẽ thường thì tí vẽ nước lên nó không được. Đấy. Bài con thế thôi. Thì mình sửa lại nhé. Sửa lại rồi thì có thể đăng lên một lần nữa được. Nha, ok. Mọi người cứ tiếp tục ấy. Mà con đã 8:30 thì mình sửa tiếp. Ơi. Thế này đã xong bút chì chưa, hay là vẫn còn vẽ bằng bút chì nữa, xong rồi buổi sau vẽ bằng nước ạ? Này chưa xong đâu nhá con nhá. Tí mình còn các cái phần mảng cây nữa này, sau đấy thì nếu mà kịp thì hôm nay có thể lót được thêm một lớp màu nữa. Nếu mà không thì phần màu mình sẽ để đến buổi hôm sau. Được. Bài này trông cũng đơn giản mà không đơn giản đúng không? Nó có hơi nhiều thứ. Con này khó nhất là cái phần vẽ cây của ba. Rồi, tí nữa thì cô sẽ hướng dẫn phần cây hoa nhé. Yên tâm, hướng dẫn nó xong là thấy đơn giản ngay.
Ok, bây giờ đã sang đến 8:30 rồi này. Thì mọi người dựng hình đến đâu ạ? Thế chị Hoa Phạm, mình có gặp khó khăn gì không nhỉ chị nhỉ? Thế còn bạn Đức Hoàng thì sao? Ok. Xong rồi đúng không? Thế mình có đăng được tranh lên trên nhóm không? Hay là mình ở nhà chỉ có cam thôi? Nếu không thì mình có thể bật cam lên cũng được. Ra bên mình nó hơi rẻ một chút nhỉ. Đây, từ nãy giờ là mới có Phong thôi này. Phong sửa chưa Phong? Ok. Để thôi cho mọi người thêm 5 phút nữa nhé. À, nếu mà sau 5 phút nữa mà không có ai một bài thì mình sẽ tiếp tục làm đến bước tiếp theo, có thể là dựng hình xong hết rồi thì mình sẽ quay lại chữa bài một lần nữa. Thế thì đến 8:40 đi. Thank you.
Ok, bây giờ là 9 giờ kém 20 rồi. Thế mọi người còn ai nộp bài không? Thôi rồi, nếu mà không có ai thì mình sẽ tiếp tục nhá. Đấy, sau khi mà mình dựng hình xong rồi thì sẽ xem lại bài cho mọi người một lần nữa. Mình chắc chắn nó gọi luôn, gọi từng người một nhé. Rồi, thực ra thì đến cái phần này thì chúng ta đã đơn giản hơn rất là nhiều rồi. Thì những cái tỷ lệ lớn thì mình cũng đo được rồi. Thế thì bây giờ mình tiếp tục chia vào những cái tỷ lệ nhỏ hơn thôi. Nó là các cái phần bụi cây đúng không? Thế một cái mẹo mà để mình vẽ được những cái này, đầu tiên mình cũng nhìn cái mảng lớn của nó đã. Nên đây là một cái hình, nó gần như là nửa nửa giọt nước ấy, đúng không? Mình hình dung thấy nó dễ. Rồi sau 10 phút nữa là lại hết giờ rồi. Đấy, hết cái zoom này thì mình sẽ mở cái mới. Đấy thì cũng như cái kia thì mình sẽ tìm cái điểm bắt đầu với điểm kết thúc của nó trước. Thôi đúng không? Cái cách mà mình vẽ mảng lớn ấy là nó rất là nhiều rồi. Đúng không? Đấy thì đầu tiên chúng mình cứ khoan những cái hình như thế này thôi đã. Đánh dấu vị trí của các cái bụi cây vào. Cây thứ nhất này. Và cái bụi cây thứ hai cũng thế. Đánh dấu các cái mảng. Thỉnh thoảng là có những cái đoạn hàng rào này mình quy nó về cái đoạn hình chữ nhật đúng không? Đánh dấu vào đã. Từ sau như nào mình vẽ kỹ hơn. Đấy, như cái này mình nhìn những cái hình chính của nó. Bụi cây vàng này. Đó. Mình phân nó ra. Hoa vàng, hoa hồng như thế nào? Mình tìm được cái mảng hình của nó trước. Bắt đầu ở đâu và kết thúc ở đâu? Mình tìm hai cái đường này. Đánh dấu vào đã. Đấy thì là cái những cái bụi hoa này nó sẽ che lấp một số phần cái nhà. Mình mới phát chỉ đầy lên không? Tính tới sau. Mình tìm các cái mảng nhỏ bằng các cái màu của bụi hoa khác nhau, mỗi cái bụi hoa nó là một cái hình. Có một số các bụi hoa thì nó liên kết với nhau thì mình có thể vẽ riêng từng cái màu xong mình nối nó lại. Ví dụ như là cái bụi hoa trên mái nhà này, cái hoa nó leo này.
mình vẽ như này đó, trông nó hơi buồn cười nhưng mà sau mình lên chi tiết. Đây, cái này ra đây một tí. Chứ cái bụi cây này mà ngay từ đầu mình vào, mình bước vào ngay từng cái hoa, từng cái lá một là sẽ không được đâu. Nó sẽ rất là khó đúng không? Đấy, chúng mình xác định các cái mảng lớn như này đó. Đấy, mình có thể đi chi tiết vào một số chỗ này đó. Tự nhiên là bậc cửa này. Đấy, sau đấy thì mình bắt đầu vẽ kỹ hình hơn. Đây có cái bụi hoa màu cam nữa đây. Rồi thì mình bắt đầu đi kỹ hơn hàng rào. Dựa những cái hàng rào này mình quy nó về những cái cọc thẳng thôi. Thì ở đây nó sẽ có chỗ thưa đúng không? Ở chỗ hàng rào thì nó tập hợp lại hình cụm. Thế đất thì nó phải mình cho nó cong mềm hơn này. Đấy, ở đây thì mình thấy có một cụm gồm 5 cái thanh gỗ hàng rào và sau đó có 2 cái thưa ở bên này. Thế thì chúng ta cũng chia ra thôi. Mình chia lên 5 cái ra. Để cho những cái này có khoảng cách nó khác nhau một tí. Đây là cái cao cái thấp này. Thì trông nó sẽ thật hơn. Đây, hai cái cọc bên này thì nó ngắn hơn này. Một số chỗ có thanh gỗ nối này. Đấy, bên này thế này, bên này thì nó là do cái ánh sáng ấy, nó do cái tương quan, họ muốn tập trung cái chi tiết vào ngôi nhà ở đằng trước mặt này nên là cái hàng rào người ta đã tối giản đi, nó chỉ còn cái phần đầu ở trên để gợi cho mình thấy là nó là những hàng rào thôi. Phát nhẹ nó. Nó khi mà mình phát nhá, nó vẫn nằm trên cái mảng mà mình vừa phân đấy. Mọi người chú ý nhé. Đây. Cứ phát đây. Sau đấy thì có những cái phần về sau mình lên màu, có những cái phần mình vẽ rõ và có những phần mình không vẽ rõ thì lúc đấy mình sửa sau. Này thế đấy, là cái chỗ nâu nâu này nó chính là cái hàng rào nhưng mà đã được đơn giản hóa đi. Mình cứ phát mờ mờ cái đầu của nó thôi. Do cái tỷ lệ giấy của mình nên là cái hàng rào bên trong nó dài hơn. Nên là có thể mình không cần phải ôm mõm, mình cứ điều chỉnh các cái hướng, các cái độ to nhỏ nó khác nhau. Đấy, chỗ này về sau mình lên màu nữa, nó bỏ một phần cho mình lên màu nữa. Thank you.
Sau đấy thì chúng ta có thể đi chi tiết hơn một chút về cái bụi hoa này. Bây giờ từ cái khoanh tròn này chúng ta bắt đầu đi chi tiết hơn này. Đây mọi người nhìn theo cái con trò chuột này của mình nhé. Đây cái bụi cây này mình sẽ phân ra thành các tán lá. Đây là cái cách vẽ cây của mình, thì vẽ bất cứ cái cây nào mình nhìn ngoài thực tế ấy. Cây bao giờ nó cũng sẽ có những cái nhánh chính chia ra từ nhánh, từ cái cành chính chia ra thành các cụm cành phụ, và các cụm cành phụ này nó sẽ có lá ở trên đấy, và cái lá đấy, những cái lá đấy nó sẽ tập hợp với nhau thành một cụm. Thế là một cái cây này nó sẽ có nhiều cụm lá. Từ ở đây mình xem được có 3 cụm này. 1 này. Đây, 2 đây. Đấy, cái thứ 3 này, cái to nhất đây. Đằng sau. Đấy, thì từ cái hình lớn này chúng ta lại tách tiếp nó ra 3 cụm nữa. Mình xem cái tỷ lệ, cái kích cỡ của nó nhé. Nó vẫn nằm ở trong cái hình lớn này. Đấy, tiếp mình tách nó ra như này. Đấy, chúng ta tách ra như này nhé. Đấy, sau khi mà mình dựng xong hình thì sẽ lại để tiếp tục cái thời gian cho mọi người vẽ và nghỉ ngơi một chút. Đấy, sau khi mà có hình ba tán lá này rồi, sau đấy chúng ta sẽ, đúng không, tiếp tục cái hình của nó. Rồi thì nó là do cái khả năng quan sát của mỗi người thôi. Cái này thì mình có thể do luyện tập nhiều hơn. Đấy, nó không còn là hình tròn nữa, đúng không? Đây, mình đi theo cái hình như này. Đây, mình đi theo cái hình như này. Một đường, hai đường, ba đường. Đấy. Đây là cái cách này nó gọi là dựng theo hình chỉ hà đấy. Kể cả đường cong thì mình cũng biến nó thành nhiều đường thẳng. Cây, đây có một số cành cây này. Đấy. Sau đấy thì mình thêm thêm cái cây lá này. Trên các cái hình lớn. Cái đường đi của lá này nhé, đây mình vẽ hẳn ra đây cho mọi người nhìn rõ này. Đấy, lá cây này có thể có cái chỗ nó mình hơi gợi vài cái lá ra, mình có những chỗ mình đi theo đường ngang. Thì sau mà mình học ký họa thì mình có thể sử dụng cái cách như này. Đấy, dùng một mảng lá cây mình đi kiểu
này, có một đôi số chỗ cái cành một cây ví dụ nó chìa hẳn ra ngoài ấy. Đấy thì những cái lá nó rõ hơn thì mình nhấn một tí thôi, rồi nó áp dụng những cái đầu đầu cây này. Đấy mình lên gọi gọi là án chừng thôi. Sau đấy thì mình sẽ một phần nữa mình sẽ giải quyết được cái cây này từ cái vẽ màu. Thì tương tự cái bụi cây ở dưới kia mình cũng làm như thế nhé. Tẩy bớt đi. Mọi người có thắc mắc gì mình cứ hỏi luôn nhé. Về cái cách mình làm hay là mình giảm nó bị nhanh ấy, hay chậm quá ấy, như nào mình thắc mắc luôn. Gợi qua một chút thôi thì sau mình sẽ mình lên màu nó sẽ dễ hơn. Cách làm nó như thế đấy. Sau đấy thì mọi người sẽ làm tương tự nha với cả các cái bụi cây ở dưới này. Mình gợi qua một chút thôi, không cần quá là cầu kỳ đâu. Ra thì cái bụi hoa ở dưới này, cái phần lá cây nó cũng không rõ như cái hoa ở trên. Đấy, mình gợi như này thôi. Cái phần dưới thì nó không rõ lắm thì mình không cần gợi cũng được, và mình sẽ chú ý phát cái mảng hình lớn này cho nó thật tốt thì đến lúc vẽ màu mình sẽ không bị vất vả. Sau khi vẽ cây này hoa này xong thì mình đến mây. Mây mình cũng nên phát qua một tí đi. Thế này thì có khi là chúng ta sẽ kịp lót một cái lớp màu đầu tiên không ạ? Mây này là sắp xong hình rồi. Mây để mình phát nhẹ thôi nhé, nó cũng có một số cái đường nhô lên nhô xuống không, thì cũng giống như là cái phương pháp dựng hình của mình thôi, là tìm điểm bắt đầu và điểm kết thúc ấy. Sau đấy trên cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc ấy mình dựng một đường chéo này, sau đấy thì từ đường chéo đấy mình tìm ra những cái đoạn nhỏ hơn. Mây thì nó nhẹ hơn. Đây, mình chỉ cần phát như này thôi. Số chỗ lên xuống thì mình nhấn nó một tí. Cái đường này tí nữa mình tẩy đi nhé, mình tẩy cực kỳ màu đó. Đấy,
thế giới tạm vào đấy. Đây là cái mảng xanh lơ này. Thế. Đấy, sau đấy thì mình lại để 10 phút cho mọi người nhé. Mọi người dựng lại hình này. Thế mình có thể nghỉ ngơi, mình chuẩn bị màu. Mọi người có muốn làm luôn phần màu lót không? Hay là mình dựng hình thôi? Sau đấy thì mình để thời gian để nhận xét bài cho mọi người. Mọi người sửa bài luôn. Và để cái phần màu đến buổi sau. Để cho cái phần hình mình kỹ càng hơn. Thế ý kiến mọi người như thế nào ạ? Màu buổi sau. Thế mọi người có đồng ý không ạ? Chị Hoa này, cái bạn Đức Hoàng này. Thế mình... Thế mọi người có đồng ý với ý kiến là hôm nay mình hoàn thành cái phần dựng hình không? Xong rồi đến xong rồi để mình nhận xét cho sau đấy sửa bài đi, cho nó kỹ càng phần hình và sau đấy phần màu mình để buổi sau. Được không? Mọi người có đồng ý không? Thế nếu đồng ý thì cho mình xin ý kiến ạ. Alo. Thôi rồi, thế thì mọi người cứ dựng hình chơi nhé, trong khoảng 10 phút nhé. Cứ 10 phút sau mình sẽ quay lại. Mình sửa bài cho từng người nhé. Đấy, sau đấy thì mình bắt đầu đi thêm cái chi tiết nhỏ. Về cơ bản là cái hình như này là mình dựng cũng đã khá là kỹ rồi. Thế thì 10 phút nhé cho mọi người ra. Cho mọi người tiếp tục vẽ. Sau đấy mình có thể nhìn hơi chút. Trong lúc mà mình nhận xét bài cho mọi người. Lót màu đó không kịp thì mình có thể buổi sau.
Ơi, cô đây. Ừ, đúng rồi, nó do cái hình hoa của nó. Đây thì mình có thể sửa cho nó mềm lại đúng không? Đấy, sau giờ mình vẽ cứng như này rồi. Đấy, cái này con có thể sửa cho nó mềm vào thôi. Đúng không? Đâu, bật cam cho xem. Để dịch vào một tí, cô chưa nhìn rõ lắm. Rồi, ok. Nè, xem lại cái cây phía sau đi nhá. Cây phía sau bé này. Con khi mà con nhìn mẫu này, con thấy là nó cái đầu này của cái cây này nó ra đến hơn nửa cái mái nhà đúng không, phần trên ấy đấy của mình bị bé đấy, sửa lại đi. Thấy Phong vẽ các cái tỷ lệ lớn là cũng có vẻ khá đúng rồi đấy, thỉnh thoảng hay để mình chi tiết không quên đi một số cái đúng không, nó tự dưng là nó lại bé lại.
Ok, bây giờ là 9 giờ 15 rồi mọi người nhỉ? Thế thì mình xem bài ví dụ cho mọi người nhé. Kể cả đang vẽ dở cũng được. Nếu xem có phần nào chưa được không thì mình lấy luôn. Chị Hoa Phạm nhỉ? Mình đã xong chưa ạ? Alo. Rồi, thế còn Đức Hoàng thì sao nhỉ con nhỉ? Chị Hoa chưa xong đúng không? Mình đã làm được nhiều chưa? Nếu không thì mình vẫn có thể up cái phần mình đang làm lên cũng được. Tại vì trong lúc đang làm thì chắc chắn là sẽ có những cái chỗ mà mình chưa được ấy. Hay là mình hoàn thành phần hình rồi nhận xét sau. Thì bây giờ mình vẫn còn thời gian ấy. Mình còn 14 phút nữa thôi. Không thì nếu không thì mình có thể nhận xét cả cái bài cũ được. Nếu mà mọi người mà chưa xong thì Phong xong chưa nhỉ con nhỉ? Alo. Vẫn Không, Phong nhỉ? em không nghe cô xem được cái bài của con người xong biết có. Ừ, ok, sửa rồi đúng không? Sửa chưa? Để lát em sửa sổ ạ. Vâng. Ừ, rồi ok. Ok, thế thì mình sẽ xem bài sau. Thế thì mọi người muốn nghỉ luôn hay là nghỉ luôn để buổi sau vẽ màu hay là mình vẽ trước một lớp lót nhỉ? Chị Hoa với bạn Đức Hoàng thì sao nhỉ? Thì mình có đồng ý không? Thì mình có thể hoàn thành phần hình và gửi lên nhóm sau, và cái phần màu mình sẽ để đến buổi sau được không? Rồi thế thì nếu mà không thì hôm nay mình nghỉ sớm nhá, để cho mọi người hoàn thành phần hình. Ok. Yeah, thế thì mọi người mà xong phần hình rồi thì mình sẽ up cái bài của mình lên nhóm đấy vào đúng cái phần bài tập hôm nay. Yeah. Rồi, cảm ơn mọi người nha, chào mọi người, hẹn gặp mọi người buổi sau nha.